1225 đến năm 1400 đã lập nên kỳ tích vĩ đại
ba lần đánh thắng giặc Viễn Mông, một đế quốc hung bạo nhất thế giới ở thế kỷ thứ 12, 13. Nhà Trần không chỉ có Đức Thánh Trần, Hưng Đạo mà còn Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Lập lên trường phái Trúc Lâm Yên Tử, một giáo phái Phật giáo riêng của Việt Nam. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong lịch Việt Nam lịch sử diễn ra năm 1972, Triều Trần văn giỏi quá nhiều, ngoài dân thịnh vượng trong Triều Hiền Minh. Kính thưa quý vị đại biểu, để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, từ đáy lòng chúng mình, bộ phận lòng mình, chúng ta xin hứa với Tổ tiên mãi mãi phát huy hào khí Đông A, tăng cường đoàn kết trong dòng họ, cùng với bách gia trong họ chung sức chung lòng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai cùng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cuối cùng, nhân dịp xuân Nhâm Thìn 2012 sắp tới, Ban chấp hành Hội Trần Việt Nam kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cô bác Hội Trần Việt Nam một năm mới an khang, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Ban chấp hành Hội Trần Việt Nam nhân dịp về khánh thành của nhà bia đá Hội Trần của Đông Kết và Canh Vân Canh, chúng tôi mang về hai tặng phẩm. Tặng phẩm thứ nhất là cuốn Hoàng Nghị Đại Vương. Đây là thân phụ của Thái sư Trần Thủ Độ, người mà đã góp phần xây dựng nên Vương Triều Trần. Thì xin để tặng. Thứ hai, chúng tôi mang lá cờ của Hội Trần Việt Nam về để tặng cho Hội Trần của Đông Kết Vân Canh để các vị sử dụng trong những ngày lễ dỗ cũng như trong đại hội của Hội Trần Việt Nam ở địa phương. Chúng tôi xin mời đại diện cho Hội Trần của Đông Kết Vân Canh nên nhận lá cờ của Hội Trần Việt Nam. Đại nghị hội nghị chúc mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Dương Mạnh Hùng, đại diện cho Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội lên tặng quà. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Trọng Nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên nhận quà. Xin trân trọng kính mời. Hội nghị ta chúc mừng. Bà con gia tộc họ Trần tại xã Đông Kết và xã Vân Canh. Hôm nay chúng tôi là Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội. Rất vinh dự là được các vị đại diện cho dòng họ Trần có mời chúng tôi đến để dự lễ khánh thành nhà bia tiến sĩ. Chúng tôi vô cùng phấn khởi là được đến đây để tham dự lễ khánh thành này. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng xin có những cái tặng phẩm như sau để kính gửi lại Ủy ban Nhân dân để làm những công việc về vấn đề tâm linh như sau. Thứ nhất là chúng tôi xin gửi tặng Ủy ban Nhân dân xã hai cuốn sách về di sản văn hóa Việt Nam. Tất cả những di sản văn hóa của Việt Nam đã được nhà nước công nhận, đình, đền, chùa, miếu mạo, các di tích lịch sử văn hóa trong hai cuốn sách này do đồng chí Lưu Minh Trị là nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và là chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội biên soạn, hôm nay cũng xin để kính tặng là các vị ở ủy ban để chúng ta có một cái gọi là cái những cái di sản văn hóa mà chúng ta cần phải học tập và theo dõi. Việc thứ hai là chúng tôi xin là tặng các cháu học sinh năm nay học lớp 12 chuẩn bị là thi tốt nghiệp lớp 12 và thi vào đại học
chúng tôi có 200 cái tặng phẩm, là cái kẹp sách này tuy nó nhỏ nhưng có một cái phù điêu của Văn Miếu Hà Nội và hai chữ Đăng Khoa, để đánh dấu rằng từ giờ phút này trở đi, các con em, con cháu của chúng ta sẽ bắt đầu có những tiến bước, sẽ có những hiện tài đóng góp cho đất nước từ nay về sau, giống như là các vị anh liệt của chúng ta, các vị mà hiện tài, các vị tiến sĩ của chúng ta đã làm rạng danh cho xã Đoàn Kết của chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng tôi xin là tặng cho các cháu là học sinh lớp 12 năm nay, và chúc các cháu sắp tới thi tốt nghiệp được tỷ lệ rất cao, và các cháu được đăng khoa là tốt, là được là vào các trường đại học của chúng ta để làm rạng danh cho xã Đoàn Kết, Đồng Kết. Việc thứ hai là chúng tôi cũng rất mong muốn là tại địa điểm này sau vài năm nữa sẽ trở thành là một nơi tâm linh, một nơi là để cho một quần thể văn hóa, một quần thể tâm linh, để tất cả bà con dòng họ Trần chúng ta cũng như con em của chúng ta sau này đến để tưởng niệm, và chúng ta là nơi để mà quyết tâm phấn đấu, con em chúng ta sẽ phấn đấu có rất nhiều hiện tài đóng góp cho đất nước. Tôi xin hết. Xin kính chúc bà con dòng họ Trần là an khang, thịnh vượng và cuộc sống hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Trọng Nghiệp, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Kết lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho các dòng họ đang cư trú, sinh sống tại thôn Lạc Thủy. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, dòng họ Trần đang sinh sống tại Vân Canh, Hà Tây, Hà Nội. Hà Nội mới. Thưa toàn thể nhân dân dự lễ khánh thành, hôm nay về dự lễ khánh thành nhà bia thờ hai cụ tiến sĩ, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, xin kính chúc sức khỏe các cụ, các vị đại biểu về dự lễ khánh thành nhà bia hai cụ tiến sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu, như chúng ta đều biết, con người được sinh ra đều phải hiểu đạo lý sông có nguồn, cây có cội, người có tổ tiên. Công ơn to lớn nhất trên trần thế này là công ơn sinh thành dưỡng dục cổ lao của tổ tiên, ông cha, cha mẹ sinh thành cha mình. Đồng thời, con người phải gắn liền với quê hương xứ sở. Sinh quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, bao giờ cũng là nơi hun đúc ra những hiện tài cho đất nước. Miền quê Hưng Yên đã có những bằng chứng cho thấy từ ngày đầu hình thành nước Văn Lang, nước Việt ngày nay, đã có người Việt cổ để xây dựng truyền thuyết Chử Đồng Tử Tiên Dung. Thật may mắn cho dòng họ Trần, khí thiêng của quê hương Lạc Thủy, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên, địa linh nhân kiệt, đã sinh ra hai nhân vật kiệt xuất, đó là cụ tiến sĩ Trần Cảnh Lương, thủy tổ họ Trần ở Văn Canh, Đỗ Đại Tam Giáp Đồng tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Tuất 1442, niên hiệu Đại Bảo thứ ba đời vua Lê Thánh Tông, làm quan trong triều, tới chức Đỗ Hình giám ngự ngự sử. Cụ tiến sĩ Trần Cảnh Mô, con trai cụ tiến sĩ Trần Đương, Đỗ Đệ Tam Giáp Đồng tiến sĩ xuất thân khoa Quý Mùi 1453, niên hiệu Thái Hòa thứ 11 đời vua Nhân Tông, làm quan trong triều, tới chức Hàm Lâm viện sĩ thi thư. Trong các bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Văn Miếu số 1 Quan Nhâm Tuất 1442 đời vua Lê Thái Tông đã ghi hiện tại là nhân khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí suy thì nước yếu mà thấp hèn. Hầu như trong 82 bia Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đã cho thấy hậu thế một thời chân lý
hiện tại là một yếu tố rất quan trọng, có tính chất quyết định sự thịnh suy tồn vong của cả một dân tộc, một đất nước. Chính vì thế mà từ thủy tổ Trần Nương, tiên tổ Trần Canh, Trần Cảnh Mô, tiếp đến các bậc tiên tổ, các bậc tiền bối của 15 đời họ Trần ở Vân Canh, thời kỳ Hán Đảo, đã truyền đời giáo dục cho con cháu mình thấm nhuần chân lý đó, nên đời đời nối đời xuất hiện những nhà khoa bảng nối nghiệp tổ tông, làm rạng danh cho dòng họ tộc quê hương tiên tổ là tiến sĩ Trần Hiền đời thứ 9, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa quý sử 1733, niên hiệu Long Đức thứ 2 đời vua Lê Thuần Tông, làm quan trong triều tới chức hàm lâm viện sĩ, đại chế chí linh phiên được phong tặng hiền cung đại phu hàm lâm viện thị giảng. Tiến sĩ Trần Bá Lãm đời thứ 11, đỗ đầu khoa khoa Đinh Mùi năm 1787, niên hiệu chiến thống thứ 11 thứ 1 đời vua Lê Mẫn Đế, làm quan trong triều được phong tới chức kim tử vinh lọc đại phu hàm lâm viện tử chỉ đông các đại sĩ tước canh nhạc hầu. 6 vị đỗ tam lưỡng tương đương với phó bảng, 7 vị đỗ hương công tương đương với cử nhân, 25 vị đỗ sinh đồ tương đương với tú tài hiện nay. Con cháu dòng họ Trần ở Vân Canh hậu duệ với tổ tiên Trần Nương, tổ tiên tổ Trần Cảnh Mô, hai cụ là tấm gương sáng trên con đường học vấn tận tụy suốt đời cho nền thịnh trị của đất nước, để hậu thế đời đời noi theo. Đồng thời văn miếu cũng thể hiện nên văn hóa truyền thống của quê hương đồng kết, nơi khởi nguồn của dòng họ Trần ở Vân Canh. Bài ký do Trần Quốc Hoạt đời thứ 17 khởi soạn dịch ra Hán văn, do Trần Thiên Tứ đời thứ 18 dịch hiệu Đinh, do Đàn Thái Hưng Nhà Hán học giảng viên khoa lịch sử Viện Quốc phòng khởi công xây dựng, Trần Sơn Phương đời thứ 17 tuổi 84. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân dự lễ, tấm lòng tri ân tìm về cội nguồn tổ tiên. Nay qua lịch sử văn miếu quốc tử giám, bia sĩ đảng tỉnh Hưng Yên, dòng họ Trần đã tìm được nơi chôn nhau cắt rốn sinh thành giai cụ tiến sĩ Trần Nương và tiến sĩ Trần Cảnh Mô, con trai cụ tiến sĩ Trần Nương. Theo đề nghị và nguyện vọng thiết tha của dòng họ Trần đang sinh sống ở Vân Canh, xin một phần đất để xây dựng văn bia thờ hai cụ, và cũng là nhớ tới cội nguồn tổ tiên, được sự nhất trí của lãnh đạo địa phương và sự đồng thuận ủng hộ của cán bộ nhân dân thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết. Đến nay văn bia thờ hai cụ đã hoàn thành, thôn Lạc Thủy lại thêm một dòng họ, đó là dòng họ Trần, và hai cụ cũng là nơi khởi nguồn của dòng họ Trần ở Vân Canh. Tôi mong rằng dòng họ Trần tiếp tục xây dựng tu tạo như kiến thiết thiết kế đã làm cho văn bia thờ hai cụ ngày một đẹp hơn, để đền đáp công ơn sinh thành các dòng họ của hai cụ, cũng là nơi thờ tự văn hóa giáo dục truyền thống trong học tập và tri thức đối với các thế hệ con cháu mai sau, và cũng là niềm vinh dự tự hào cho cán bộ nhân dân thôn Truyền Thủy, tức là làng Thủy ngày nay, xã Đông Kết, tự hào rằng cách đây trên 500 năm làng đã có người đỗ đạt tiến sĩ. Dòng họ Trần, con cháu họ Trần ở Lạc Thủy tự hào noi theo gương hai cụ ra sức học tập, mang tri thức để xây dựng đất nước quê hương Việt Nam, quê hương Lạc Thủy, Đông Kết, Vân Canh ngày một giàu đẹp văn minh. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu cụ Trần Phương thay mặt cho họ Trần lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời cụ. Kính thưa các vị khách quý của cấp trên và các vị đại biểu của các xã và chính quyền. Kính thưa tất cả con cháu xa gần của dòng họ Trần Vân Canh, hôm nay sang đây
khoảng 300 người. Kính thưa các vị đại biểu, hôm nay chúng tôi được đón tiếp các vị đại biểu ở đây rất xúc động. Trước tiên, không ai có thể quên được công ơn của Bác Hồ về lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chiến thắng hai đế quốc lớn. Chúng tôi mới có điều kiện giao thông, tìm hiểu, chứ còn từ đời đế quốc phong kiến trở về trước, cha ông chúng tôi cũng nhiều lần đi tìm nhưng không thấy. Đến đời tôi là đời thứ 17, cách đây 7 năm, thì ngày 14 tháng Giêng âm lịch thì tôi mới bắt đầu sang, thấy bên này đương trồng cây đu để chuẩn bị hội. Tôi mới vào trong đình, mới nói chuyện, tìm hiểu các cụ tổ tôi ở dòng họ Trần. Bây giờ dân làng, bây giờ là ông Bá làm trưởng thôn, mời các cụ dân làng ra giới thiệu cho chúng tôi các truyền thuyết. Bây giờ thời gian thì không cho phép nói lại những cái lịch sử. Các cụ chúng tôi bắt đầu khởi nghiệp ra đi. Thế hôm nay là chúng tôi được thay mặt cho họ Trần là xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, sang năm 1912 tới ta còn phải làm nhiều nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đề ra. Làm thế nào dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Cuối cùng xin chúc tất cả các vị đại biểu mạnh khỏe, ta có sức khỏe, ta sẽ có mọi tất cả. Xin cảm ơn các vị. Xin kính mời Ban chấp hành họ Trần Việt Nam, các cụ lên dâng hương làm lễ. Sau đó đến mời đồng chí đại diện cho văn hóa tỉnh Hưng Yên, tiếp theo đến đoàn của Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh, Ủy ban Nhân dân xã Đông Kết, Ban chấp hành thôn Lạc Thủy,